Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero, kênh bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả những tình huống và những bàn thắng đẹp ngây ngất đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao trên sân cỏ. Và các bạn cũng đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Người ta thường nhớ đến các trận đấu, các câu lạc bộ hay các cầu thủ bởi những giây phút họ cống hiến những bàn thắng đẹp, những màn trình diễn ấn tượng hay những hành động mang tính lan tỏa. Thế nhưng, mọi thứ không phải lúc nào cũng là những điều đẹp nhất. Có những phát ngôn hay tình huống trong các trận đấu mà sau này nhìn lại khiến cho người ta xấu hổ và lúng túng không thôi. Mời các bạn cùng đến với những khoảnh khắc sau đây. Atletico có một trận thắng xích sao 1-0 trước đội đương kim vô địch Liverpool ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Sau này, thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone đã ăn mừng cực kỳ cuồng nhiệt trên sân Wanda Metropolitano. Dù sau đó, họ vẫn còn trận lượt về trên sân khách Anfield. Những hình ảnh này gây khó chịu với các cầu thủ Liverpool. Hậu vệ Andy Robertson nói, họ ăn mừng như thể đã giành chức vô địch vậy. Cứ chờ đó, họ sẽ thấy trận lượt về khác như thế nào. Chúng tôi sẽ lấy lại những gì đã mất. Không riêng gì Robertson, huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng cảnh báo Atletico trước trận lượt về tại Anfield, Liverpool sẽ đòi lại mọi nợ nần ở lượt đi. Thực tế diễn ra đã chứng minh lời phát biểu tự tin của họ khi dẫn trước 2-0 ở lượt về. Nhưng kết quả cuối cùng hôm ấy, Atletico đã có màn lội ngược dòng xuất sắc khi loại Liverpool khỏi C1 với tỷ số 3-2, một kết quả chẳng thể ngờ được. Trong một pha tranh chấp ở trận đấu diễn ra hôm 8 tháng 3, cầu thủ Luis Fernando của Alves vì muốn ngăn cản Wenden bên phía Sporting đã nắm chặt tay quần của đối thủ không buông. Hành động ấy dẫn đến việc em trai của Wenden xuất hiện, khiến tiền vệ này vô cùng lúng túng. Tottenham đã có một ngày buồn sau thất bại ở vòng 5 FA Cup trước Norwich ngay trên sân nhà. Và cảm xúc càng trở nên tệ hại hơn khi người ta chứng kiến hình ảnh tiền vệ Eric Dier hùng hổ trèo lên khán đài đánh nhau với một cổ động viên. Theo các nguồn tin thì tiền vệ này nổi nóng và có hành động như vậy vì cổ động viên này đã chế nhạo cũng như xúc phạm đến thành viên của gia đình anh. Sau chiến thắng của tuyển xứ Wales tại vòng loại Euro 2020 hồi cuối 2019, Gareth Bale đã có màn ăn mừng với biểu ngữ Wales Golf Maurit in that order. Thông điệp này có thể hiểu là với Bale, ưu tiên số 1 là đội tuyển xứ Wales, thứ hai là chơi golf rồi mới đến Real Madrid. Màn ăn mừng đầy khiêu khích này khiến anh nhận nhiều chỉ trích từ các cổ động viên. Đỉnh điểm là trong trận đấu với Solskjaer, khắp sân Bernabeu đều vang lên những tiếng la ó phản đối, thậm chí còn có biểu ngữ chế giễu nhắm vào cầu thủ này với nội dung Rodrigo, Vini, Lucas, Bale in that order. Có thể hiểu thông điệp này là Bale chỉ là lựa chọn thứ tư cho vị trí chạy cánh ở Real, xếp sau cả tân binh Rodrigo. Trận derby Brazil giữa Grêmio và Internacional vào tháng 3 năm nay đã trở thành một vết nhơ lớn trong lịch sử giải vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ. Một tình huống xô xát đã xảy ra ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2. Các cầu thủ hai đội đã không kìm được mà lao vào đánh đấm túi bụi. Kết quả là có đến 8 cầu thủ phải nhận chiếc thẻ đỏ. Trong đó có 6 cầu thủ đang thi đấu trên sân, 2 thẻ còn lại được tặng cho các cầu thủ trên băng ghế dự bị. Tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City đã rất xấu hổ khi cố gắng thực hiện một pha đảo chân rê bóng qua các cầu thủ Aston Villa. Nhưng không may, anh lại ngã nhào khiến bóng bị đối thủ cướp mất.
Rất nhiều cuộn giấy vệ sinh được cổ động viên Leipzig ném xuống sân Tottenham trong trận đấu thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League. Cùng với đó là thông điệp hãy hỗ trợ một mức giá hợp lý. Người hâm mộ đội bóng của Đức thực hiện hành động này nhằm phản đối giá vé mà họ cho rằng quá đắt. Bởi ở Đức, giá vé trung bình của mỗi mùa là 156 bảng, trong khi đó con số này tại Anh là 400 bảng. Vì thế, người hâm mộ Leipzig đã bất bình và thể hiện điều đó qua hành động nói trên. Jordi Alba đã dễ dàng đệm bóng vào lưới Solskjaer sau đường dọn cổ của Ansu Fati. Tuy nhiên, vừa mới ăn mừng thì trọng tài đã quyết định không công nhận bàn thắng sau khi tham khảo VAR do Fati đã rơi vào thế việt vị. Vì điều đó mà Alba đã tỏ ra bực mình với cầu thủ trẻ này. Phấn khích với bàn thắng của tiền đạo Saint-Maximin giúp đội nhà tiến tới vòng 5 FA Cup, một cổ động viên Newcastle đã kéo phăng quần xuống để lộ cậu em của mình. Thậm chí, người đàn ông này còn lắc lư nó một cách hết sức phản cảm. Đang đuổi cho cổ động viên quá khích này, một máy quay của đài BBC One đã ghi lại được cảnh tượng đáng xấu hổ trên. Anh chàng này được cho là đã bị ban lệnh cấm không được vào sân vĩnh viễn sau hành động trên. Cầu thủ Sissoko của Tottenham đã có một hành động đáng chỉ trích khi chơi bóng quá thiếu fair play với Daniel James. Họ có pha tranh chấp bóng ở sát góc biên và sau khi tiền vệ MU ngã xuống, Sissoko thuận chân dẫm lên ngực cầu thủ này khiến anh đau đớn và phải nằm sân khá lâu. Neymar cho người ta thấy một hình ảnh nữa về cầu thủ lắm tài nhưng nhiều tật khi có hành động thiếu tôn trọng đối với cầu thủ Andy Delors. Sau khi trận đấu giữa Paris Saint-Germain có trận đấu gặp Montpellier kết thúc, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn với nhau trong thời điểm bước vào đường hầm. Trong lúc nóng nảy, Neymar đã chửi bậy với Delors và bị tiền đạo này đưa ra lời cáo buộc. David Abraham đã có một trận đấu đáng quên trong sự nghiệp khi xô ngã huấn luyện viên của đội Freiburg. Tình huống diễn ra trong phút bù giờ khi Frankfurt đang bị dẫn trước 1-0, bóng lăn ra biên về phía nhà cầm quân của Freiburg. Thay vì chạy vòng qua người ông Christian Streich để lấy bóng, cầu thủ này đã cố tình huýt rất mạnh vào vai ông, khiến vị chiến lược gia người Đức đã ngã đo sàn ngay lập tức. Dĩ nhiên, với hành động phi thể thao, Abraham sau đó phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp. Hậu vệ Kuzawa đã thực hiện một màn biểu diễn điệu nghệ khi rê bóng qua một loạt các cầu thủ Dortmund. Thế nhưng, nó cũng trở thành một pha bóng xấu hổ khi tiến đến khu vực trung lộ. Kuzawa bất ngờ sút bóng ra cánh phải một cách ngớ ngẩn mà chính anh lúc đó cũng chẳng hiểu tại sao. Tiền vệ Fred trở thành trò cười với cú đá phạt được miêu tả tệ chưa từng có ở trận gặp Arsenal vòng 21 ngoại hạng Anh. Tương nổi tiếng với khả năng sút phạt, nhưng từ ngày tới MU, Fred không phải chuyên gia trước chấm cố định. Có được góc sút rất rộng, nhưng số 17 lại ra chân thiếu chính xác. Thay vì đưa bóng về góc khung thành, thì Fred lại sút bóng bay về hướng khán đài. Át chủ bài của Everton, Calvert-Lewin khiến người xem phải buồn cười khi trôn hậu vệ Newcastle, Lascelles. Đứng trước một Lascelles đang tranh luận hung hăng, Calvert-Lewin đã chế giễu bằng hành động gợi ý rằng miệng anh bạn hôi quá. Không chắc đây là cách tốt nhất để ngăn chặn một cuộc cãi vã leo thang, nhưng hành động này có thể khiến người đối diện phải lúng túng.
Vừa rồi là những sự việc khiến các nhân vật trên sân cỏ phải xấu mặt đã xảy ra trong mùa giải này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.